Trưa ngày 2 tháng 6, bộ phim Mặc Vũ Vân Gian đã chính thức phát sóng 5 tập đầu tiên trên nền tảng Youku. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đích Gả Thiên Kim của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, được nhà sản xuất Vũ Chính dựng thành phim, đồng thời đánh dấu sự hợp tác mới lạ của bộ đôi Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt. Ban đầu dự án không nhận được sự kỳ vọng quá lớn từ khán giả, nhưng sau khi lên sóng, phim đã nhận được nhiều lời khen từ nội dung đến diễn xuất của dàn diễn viên từ chính đến phụ. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim đánh giá sơ lược về phản ứng của khán giả đối với mở đầu của Mặc Vũ Vân Gian nhé. Tóm tắt nội dung những tập đầu. Mặc Vũ Nhân Gian kể về hành trình trả thù và thay đổi số phận của Tiết Phương Phi do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai, cùng mối quan hệ dây dưa giữa nàng và quốc công Gia Tiêu Hoành do Vương Tinh Việt thủ vai. Trong 5 tập đầu của Mặc Vũ Vân Gian, phim mở ra bằng câu chuyện cuộc đời éo le của nữ chính Tiết Phương Phi. Tiết Phương Phi vốn là một nàng tài tử xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình huyện lệnh êm ấm. Năm 16 tuổi, nàng tiểu thư Tiết Phương Phi được gả cho chàng thư sinh Thẩm Ngọc Dung do Lương Vĩnh Kỳ thủ vai. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tràn ngập hạnh phúc, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang khi mọi thứ tốt đẹp chỉ kéo dài được 3 năm. Sau khi đỗ trạng nguyên, bởi vì được trưởng công chúa nhìn trúng nên Thẩm Ngọc Dung đã nổi lòng tham, ham muốn quyền lực và nuôi ảo mộng được thành thân với trưởng công chúa. Để chiếm lấy Thẩm Ngọc Dung, trưởng công chúa đã đứng sau xúi dục nhà họ Thẩm và Thẩm Ngọc Dung lên kế hoạch giết hại cả nhà Tiết Phương Phi. Cha của Tiết Phương Phi bị công chúa đổ tội xử tử, anh trai cô thì bị thổ phỉ giết chết, còn chính cô thì bị vu oan tội thông dâm với người khác để hủy hoại danh tiết, và còn bị chính tay người chồng của mình chôn sống, mà người đứng đằng sau mọi chuyện lại là trưởng công chúa. Trong lúc thập tử nhất sinh, Phương Phi may mắn thoát chết và được tiểu thư Khương Lê do Dương Siêu Việt đóng, cứu giúp. Chớ trêu thay, số phận của Khương Lê do Dương Siêu Việt thủ vai cũng không tốt hơn gì so với Tiết Phương Phi. Quá khứ của Khương Lê vô cùng đáng thương, mẹ cô mất từ khi cô vẫn còn rất nhỏ, cha cô thì có vợ khác không quan tâm gì đến Khương Lê. Người mẹ kế của cô bề ngoài thì hiền lành, nhưng bên trong bụng dạ lại toàn âm mưu kế hiểm. Bà ta đã vu oan cho cô tội hãm hại đứa nhỏ trong bụng bà, khiến cô bị giam cầm ở Trinh Nữ Đường suốt 10 năm trời, chịu nhiều đắng cay khổ cực. Trong một đêm trốn ra ngoài để đưa đồ ăn cho Tiết Phương Phi, Khương Lê bị người của Trinh Nữ Đường bị bắt tại trận và đánh đến chết. Trước khi nhắm mắt, cô đã nói ra nỗi căm hận đối với Khương gia, nguyên rủa bọn họ sẽ không có kết cục đẹp. Vì lý do đó mà Tiết Phương Phi quyết định dùng thân phận của Khương Lê để trở về Khương gia rửa oan báo thù cho ân nhân của mình và cho chính mình. Trên hành trình trông gai này, Tiết Phương Phi vô tình vướng vào mối quan hệ dây dưa đầy nguy hiểm với Tiêu Hoành. Hai người bắt đầu từ sự lợi dụng lẫn nhau, lại dần rơi vào lưới tình sau thời gian dài tiếp xúc, thấu hiểu. Liệu cả hai sẽ phải đối mặt với điều gì và họ có được kết cục trọn vẹn hay không chính là điều hầu hết khán giả đang cảm thấy tò mò. Mặc Vũ Vân Gian không chỉ sở hữu cốt truyện đại nữ chủ báo thù đầy lôi cuốn, phim còn kết hợp đa chiều, dung hợp giữa tình yêu, thù hận cùng với trạch đấu, quyền mưu và nhiều chất liệu hấp dẫn khác. Những ấn tượng của người xem. Ngay từ những phút đầu tiên, Mặc Vũ Vân Gian đã cuốn hút khán giả vì tình tiết điên rồ, diễn xuất của dàn diễn viên từ chính đến phụ đều ổn. Màu phim cũng không bị mờ ảo do filter, góc quay đẹp và nhạc phim cũng được cộng đồng mạng khen ngợi. Trên các diễn đàn mê phim Hoa ngữ, người xem cho biết tiết tấu phim nhanh, cuốn hút. Chỉ trong tập 1, nữ chính Tiết Phương Phi đã trải qua nhiều giai đoạn từ bị vu oan đến khi mất hết lòng tin. Phim có nhiều cao trào liên tục khiến khán giả xem mà không dừng được. Ngay từ tập đầu tiên, Mặc Vũ Vân Gian nhanh chóng phơi bày sự đáng thương đến cùng cực của nữ chính Tiết Phương Phi lẫn Khương Lê. Cả hai đều một thân một mình giữa bầy sói hung ác. Họ bị dồn ép đến đường cùng, đến mức một người suýt bỏ mạng còn một người cuối cùng chẳng thể rời khỏi nơi giày vò mình suốt 10 năm. Tiết Phương Phi không hiểu mình đã làm gì sai, càng không hiểu tại sao nhà chồng lại đối xử nhẫn tâm với nàng như vậy. Thẩm Ngọc Dung có thể thôi nàng để đến với công chúa, tại sao nhất thiết phải triệt đường sống của nàng? Nàng còn tự trách mình có mắt như mù, không chịu nghe lời cha để cuối cùng nhận lấy kết cục thảm hại. Nhưng câu nói của Khương Lê đã thức tỉnh nàng, làm gì có chuyện kẻ xấu làm ác do người bị hại quá lương thiện, còn phải nhận lỗi, tự trách bản thân. Cái chết của Khương Lê đã đẩy sự bi thương của phim lên đến tột độ, như lời than trách cho số phận của những cô gái yếu ớt, thân cô thế cô trong thời đại phong kiến bấy giờ. Họ không có khả năng phản kháng, không có chỗ dựa đáng tin cậy dẫn đến kết cục ai oán. Đây cũng chính là tiền đề để Tiết Phương Phi có cơ hội làm lại từ đầu. Nàng đã thề với lòng nhất định phải lấy lại tất cả những gì thuộc về Khương Lê để báo đáp ơn cứu mạng và sự tin tưởng của Khương Lê dành cho mình. Đồng thời, nút thắt này mở ra tuyến trạch đấu tại Khương gia. Tiết Phương Phi không chỉ phải nghĩ cách sinh tồn tại nhà của ân nhân, mà nàng còn phải chống lại mẹ kế quỷ quyệt tàn nhẫn. Và cô em gái Khương Nhược Giao, do Lưu Tá Ninh thủ vai, bụng dạ hẹp hòi, thích ganh ghét và đố kỵ.
Khương Nhược Giao căm ghét Khương Lê vì vị trí đích nữ, cộng thêm việc vị hôn phu hiện tại của cô là Châu Ngạn Bang do Vương Tử Duệ đóng, cũng từng hứa hôn với Khương Lê. Không thể phủ nhận Mạc Vũ Vân Gian mở màn rất ấn tượng, mang đến đủ thể loại cảm xúc cho người xem. Trong đó có phẫn nộ, có đau buồn, có hả hê lẫn những tiếng cười thú vị từ các tình tiết lẫn các nhân vật hài hước. Tuy vậy, bộ phim vẫn không tránh khỏi thiếu sót trong việc xây dựng kịch bản. Nhiều tình tiết phim đôi khi quá rõ ràng, dễ đoán, nhưng có khi lại dài dòng lê thê không cần thiết. Mặc dù ngay từ đầu các nhân vật chính gần như đều để lộ rõ bản chất thật của mình, nhưng theo mình, phim chắc chắn sẽ có những màn quay xe gắt gao ở những tập kế tiếp. Khi mà câu chuyện còn nhiều chi tiết quan trọng và đắt giá về sau, khi Tích Phương Phi trong thân phận Khương Lê lấy lại thể diện, từng bước đánh bại những kẻ đã tàn nhẫn đẩy nàng và Khương Lê vào vũng bùn và hủy hoại cả hai. Diễn xuất gây bất ngờ của dàn diễn viên. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên trẻ tài năng của Mạc Vũ Vân Gian cũng là điểm sáng giữ chân người xem. Trên nền tảng Douban, nữ chính Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ nhận nhiều bình luận tích cực về diễn xuất. So với Diên Hy Công Lược, nữ diễn viên sinh trong Mạc Vũ Vân Gian đã tiết chế biểu cảm gương mặt rất nhiều. Song, ánh mắt của cô nàng vẫn chưa thể bộc lộ các cung bậc cảm xúc cần thiết đúng thời điểm và trường hợp Tích Phương Phi đối mặt. Tích Phương Phi ở những phân đoạn đau đớn nhất cuộc đời, khi sắp bị chồng chôn sống, cô nàng lại thiếu đi ánh mắt đau thương và tuyệt vọng đến đỉnh điểm. Khi gặp lại chồng cũ và gia đình nhà chồng là lúc cần ánh mắt kiên định, phẫn nộ sau khi bị họ hãm hại thì mắt cô lại ẩn nhẫn nỗi bi thương và luyến tiếc không nên có. Thế nhưng biên kịch và đạo diễn lại khiến cô vô tình mang đến cho người xem cảm giác mình ngang ngược và không biết khống chế cảm xúc hơn là thông minh, linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Về phần nam chính Vương Tinh Việt, trong phần mở màn nhân vật Tiêu Hoành của anh hiếm khi ra mặt, nhưng mỗi lần anh chàng xuất hiện thì lại lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Từ khí chất, thần thái, dáng đi đứng, dáng ngồi hay cầm quạt đều toát lên vẻ uy nghiêm, Tiêu Quốc Công toát ra dáng vẻ đáng sợ, tùy tiện nhưng vẫn đầy tao nhã. Vương Tinh Việt lại một lần nữa khiến khán giả hết lời khi có diễn xuất và đài từ vô cùng ấn tượng. Đài từ của Vương Tinh Việt hay, rõ ràng, chất giọng trầm phù hợp và làm tăng độ bí ẩn, khó lường cho nhân vật này. Không thể phủ nhận, dù tuổi đời còn rất trẻ, sinh năm 2002, nhưng Vương Tinh Việt có thể tự tin đảm nhận các thiết lập nhân vật chững chạc, đỉnh đạc, quyền mưu. Với thiết lập Tiêu Quốc Công Tiêu Hoành lạm quyền, cả người đầy quyền lực, vừa ngang tàn nhẫn tâm, vừa lạnh lùng và thủ đoạn thâm độc. Anh chàng chỉ cần một ánh mắt, một cái phất tay cũng khiến người đối diện phải dè chừng. Tham gia diễn xuất với vai trò khách mời nhưng Dương Siêu Việt lần này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi tạo hình đơn bạc lắm bi thương và tạo hình thiên kim tiểu thư quyền quý thuần khiết. Diễn xuất của Dương Siêu Việt trong vai Khương Lê cũng nhận về kha khá lời khen, mặc dù chưa quá xuất sắc nhưng đã có nhiều sự tiến bộ và linh hoạt hơn trước. Trong phân cảnh Thẩm Lang cầm sẻng đánh vào đầu Tích Phương Phi, diễn xuất của nam phụ Lương Vĩnh Kỳ làm người xem phải sởn da gà. Trong ánh mắt của anh có buồn đau, bất lực vì phải giết người mình yêu nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, tàn nhẫn. Nữ diễn viên trẻ Ngãi Mễ, dù chỉ xuất hiện trong vai diễn A Hoàn của nữ chính, nhưng cũng kịp ghi điểm với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt hút hồn và lối diễn xuất linh hoạt. Nhân vật mẹ kế Quý Thục Nhiên độc ác và thâm hiểm của Khương Lê do Trần Kiều Ân thủ vai, chính là một trong những người gây chú ý nhiều nhất trong phần mở đầu nhờ nhan sắc xinh đẹp và khả năng diễn xuất tốt vẫn giữ vững phong độ như trước. Đánh giá chung về Mạc Vũ Vân Gian. Bên cạnh những thiếu sót và hạn chế nhất định mà chúng mình đã nhắc đến ở trên, Mạc Vũ Vân Gian vẫn có rất nhiều điểm đáng công nhận và mong chờ đối với khán giả yêu phim. Nhịp phim của Mạc Vũ Nhân Gian khá nhanh và dồn dập, níu người xem từng phút khi bước ngay vào quá trình trả thù của Tích Phương Phi. Khởi đầu thuận lợi với liên hoàn thắng lợi của Tích Phương Phi là hợp lý với danh xưng tài nữ của nhân vật. Bên cạnh cốt truyện, tuyến tình yêu là một trong những chìa khóa mở ra sức hút của bộ phim. Cảnh chung khung hình của Vương Tinh Việt và Ngô Cẩn Ngôn ở 5 tập đầu không nhiều. Dù vậy, cảm giác cặp đôi hay phản ứng hóa học cũng đã dần hình thành, hòa hợp và cuốn hút hơn rất đáng để chờ đợi ở những tập kế tiếp. Bộ phim tạo cơ hội để người xem có thể chiêm ngưỡng những đại cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhịn mắt. Các trường đoạn gay cấn, bi thương hay vui vẻ đều có sự tính toán kết hợp uyển chuyển giữa bối cảnh với nhân vật và tất cả những gì có trong khung hình. Hơn nữa, từ tạo hình, trang phục đến hóa trang, đạo cụ đều rất chỉn chu, tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Trang phục của các nhân vật dù là nam hay nữ đều được thiết kế với đa dạng màu sắc và chất liệu để phân biệt cấp bậc, độ quyền quý và sang trọng. Mặc dù cốt truyện bi thương nghiệt ngã là vậy, nhưng Mạc Vũ Vân Gian vẫn tìm cách để mang lại bầu không khí nhẹ nhàng và không kém phần vui tươi. Phàm là nhân vật chính như Tiêu Hoành không thể nào thiếu đi cánh tay đắc lực trung thành. Người ta có câu chủ nào tớ nấy nhưng một trong hai cánh tay đắc lực của Tiêu Hoành lại có tính cách hoàn toàn trái ngược và thường xuyên phải ăn gậy vì cái miệng lanh chanh của mình. Tiêu Hoành đôi lúc cũng khiến khán giả phì cười vì độ tự luyến và tính tình khó ở,
giận ca chém thớt của mình. Những thước phim chung với nữ chính Tích Phương Phi, Tiêu Hoành như trở thành một con người khác biệt, vô sỉ hơn, phúc hắc hơn nhưng rõ ràng nội tâm rất phức tạp, không thể kìm chế khuôn mặt lạnh như băng tuyết ngàn năm của mình có nhiều thay đổi biểu cảm dù ít dù nhiều. Mặc Vũ Vân Gian khởi đầu thuận lợi với lời khen áp đảo, là bộ phim có độ hot cao nhất ngày đầu phát sóng vào năm 2024 trên nền tảng Youku. Chỉ cần duy trì sự chặt chẽ trong kịch bản, khán giả tin rằng Mặc Vũ Vân Gian có thể làm nên chuyện. Cứu lấy danh tiếng tụt dốc của Ngô Cẩn Ngôn, giúp cả cô và Vương Tinh Việt thăng tiến nhiều hơn trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!